Bác thẻ ra cho đi đi. Đó, hôm trước á. Hôm trước á. Có cái đế đó. Cái giày đó. Mở lên thôi tự quay ra hả? Không, mở lên này em để ra đây. Thả ra phóng xanh phóng xanh xin chào mèo đít đỏ máy được thả vậy được nhưng mà nó ít hót nó bớ cả bớ nuôi từ chim con lên này đi ra đi đi à ê bắt được cho bắt được đây nên lùa đây cho thả nó đây cho nó sống từ đâu vô mà thả nuôi được mấy tháng rồi từ lúc chim con lên mấy tháng gì mà nó kêu kêu rồi nhưng mà nó không tối chất á. Nó hót nhưng mà hót ít. Tướng này thì thua. Ra tới cái cửa rồi mà còn không biết đi à con. Ờ nó không chịu đi. Không đi quay đây. Con. Bye bye nha. Bay cả bớn nữa. Bay không nổi. Chưa quen nuôi thì nhốt trong lòng giờ chưa quen ra thiên nhiên nó đứng dưới gốc cây thuốc rê rồi nghe tiếng chào mèo đang hót xe xe đấy. Anh thấy nó không? Ở dưới cái mấy cái gốc đó đó. Hay là nó biến thành chim cút rồi. Anh đi con cây ơi ha. Trốn ở đây chứ. Chim chào mèo mà trốn đi đất. Biến thành chim cút. Anh còn thấy nó không? Nó vừa ở cây này không? Cây này hay cây này? Cây bên dưới nhỏ nhỏ. Ờ, nó đang đứng vậy. Đó, trời mèo đang kêu đấy. Tắt nha. Rồi tắt đi.